Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang có bước tiến mới trong việc xác định kế hoạch trở lại của giải vô địch quốc gia nước này sau khi dịch COVID-19 kết thúc. Theo thông tin từ báo chí nước này, thì Liên đoàn bóng đá xứ Chùa Vàng đang lên 4 phương án để bàn thảo cùng các câu lạc bộ trong cuộc họp vào ngày 14 tháng 4 tới đây. 4 phương án được các nhà quản lý bóng đá Thái Lan đề cập đều gắn chặt với kế hoạch hoạt động trong giai đoạn cuối năm của đội tuyển quốc gia nước này, đặc biệt là kế hoạch tham dự giải vô địch khu vực AFF Cup. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra từ 23 tháng 11 đến 30 tháng 12. Nội dung cụ thể của các phương án được đề xuất bao gồm: Phương án 1, Thái Lịch thi đấu từ 30 tháng 5 đến 21 tháng 11, cân nhắc loại bỏ đối với cúp quốc gia và cúp liên đoàn. Trong phương án này, đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ tham dự AFF Cup 2020. Phương án 2, Thái Lịch thi đấu từ mùng 2 tháng 6 đến 13 tháng 12, cân nhắc loại bỏ đối với cúp quốc gia và cúp liên đoàn. Trong phương án này, đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ tham dự AFF Cup 2020, tuy nhiên sẽ phải sắp xếp lịch thi đấu phù hợp trong giai đoạn cuối để đảm bảo việc tập trung thi đấu của đội tuyển. Phương án 3, Thái Lịch thi đấu từ mùng 1 tháng 7 đến 20 tháng 12, chắc chắn phải loại bỏ ít nhất một trong hai giải, cúp quốc gia hoặc cúp liên đoàn. Phương án thứ 4, Thái Lịch thi đấu từ mùng 1 tháng 8 đến 20 tháng 12, loại bỏ cúp quốc gia, cúp liên đoàn và cân nhắc việc Thái Lịch chỉ thi đấu một lượt. Hai phương án cuối cùng đều dẫn tới khả năng đội tuyển quốc gia Thái Lan có thể tập trung thi đấu tại AFF Cup là khó khả thi. Do vậy, đây mới chỉ là những kế hoạch và tất cả sẽ được cân nhắc trong cuộc họp với các câu lạc bộ cũng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan vào ngày 14 tháng 4 tới đây.